các cổ động viên Việt Nam với chiếc cúp tượng trưng trên tay và hy vọng rằng chiếc cúp này sẽ thuộc về đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khi mà đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng trong trận chung kết với các cầu thủ trẻ Thái Lan. Bây giờ chúng ta sẽ đến với hiệp đấu tư, đội tuyển Việt Nam phát bóng trước trong hiệp đấu tư. Đúng là không thể tin nổi trong một hiệp đấu mà đội tuyển Việt Nam bị dẫn trước và hỏng nhiều bước một, nhưng cuối cùng thì chúng ta lại thắng được trẻ Thái Lan trong hiệp đấu thứ ba. Chắn bóng tốt, pha đánh bóng biên của Trần Đình Thảo không thể vượt qua được hàng chắn của các cầu thủ trẻ Thái Lan. Đội tuyển Việt Nam cần phải tập trung ngay từ đầu ở set đấu thứ tư. Đây là một quyết định xin tạm dừng hội ý chiến thuật đúng đắn của huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hùng. Một thời điểm nhập cuộc chưa thực sự ấn tượng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Tuy nhiên với những màn trình diễn trong 3 set đấu trước thì chúng ta đã thấy đây chính là cơ hội để thử thách ý chí và bản lĩnh thi đấu cho các cầu thủ trẻ, và là một cơ hội không thể tuyệt vời hơn để họ có thể đứng vững trước sự cổ vũ và tin yêu của đông đảo người hâm mộ bóng chuyền cả nước. Những set đấu trước cũng đã có những thời điểm đội tuyển của chúng ta bị dẫn trước, nhưng họ đã thể hiện được sự quyết tâm, sự đoàn kết và đã có được những kết quả rất đáng khích lệ. Set đấu tiếp tục với quả phát bóng của Soraya Phomla. Của đội trẻ Thái Lan, điểm đầu tiên trong set đấu thứ tư dành cho đội Việt Nam. Với các cầu thủ trẻ của đội tuyển Việt Nam vào đến bán kết đã là một thành công, và họ còn đang làm tốt hơn rất nhiều so với sự kỳ vọng ban đầu. Những phút vừa qua là những phút mà hàng sau của đội tuyển Việt Nam đang gặp khó khăn trong việc đỡ bước một. Tuy nhiên thời gian của set đấu vẫn còn rất dài ở phía trước. Lối phát bóng của Kanika, điểm cho đội tuyển Việt Nam 2-6. Ở cầu phát bóng trong set đấu thứ 3 của Ngọc Hoa, chúng ta đã thấy được bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu, và Ngọc Hoa có thể coi là một
đầu tàu của đội tuyển Việt Nam tại VTV Cup 2014. Hai đội bước vào lần hội ý kỹ thuật đầu tiên trong set đấu thứ tư. Sau hai set đấu giằng co từng điểm số một, thì lúc này tiết tấu của trận đấu có phần trùng xuống. Với các cầu thủ thì đây có thể coi là một cuộc thử sức cả về ý chí, tinh thần và cả thể lực nữa. Đây không phải là thời điểm khó khăn nhất trong trận chung kết mà các cầu thủ trẻ của chúng ta đã phải trải qua. Họ đã vượt qua những thời điểm còn khó khăn hơn, đặc biệt là những thời điểm cuối của các set đấu trước. Mong rằng thử thách này cũng vậy, cả đội sẽ đồng lòng quyết tâm để cùng vượt qua. Quả phát bóng của Hataya. Chắn bóng tốt. 3-9. Việc đội tuyển vào đến trận chung kết đã là một thành công ngoài mong đợi. Và đó cũng là một minh chứng cho quyết định sáng suốt khi trẻ hóa lực lượng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Chưa chạm tay chắn đội tuyển Việt Nam. 4-9. Có thể nói ngay cả khi đội tuyển bóng chuyền Việt Nam thi đấu với một đội hình gồm những cầu thủ tốt nhất thuộc thế hệ vàng, hay trong những thời điểm trẻ hóa lực lượng, thì Đài Truyền hình Việt Nam vẫn luôn đồng hành cùng với bóng chuyền nữ Việt Nam thông qua những kỳ VTV Cup. Và từ bệ phóng là VTV Cup 2014, rất có thể bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ xuất hiện thêm nhiều gương mặt mới ấn tượng để bổ sung lực lượng trong một tương lai gần. Pha xử lý rất quyết tâm của Bùi Thị Nga. Linh Chi rất hiểu bước di chuyển của Bùi Thị Nga và đã có một đường truyền phù hợp với phụ công mang áo số 16. Một pha đánh xuyên chắn của phụ công Bùi Thị Nga. 5-10. Có thể nói hành trình của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại VTV Cup 2014 là thực sự thuyết phục, và chính điều đó đã tạo ra một bầu không khí bóng chuyền hết sức sôi nổi trong cả nước. Và cũng nhờ màn trình diễn này mà đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ngày hôm nay đã nhận được số tiền thưởng 150 triệu đồng từ công ty phân bón Bình Điền. Và chắc chắn là những món quà khích lệ động viên với các cô gái của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ còn đến. Nếu như giành chức vô địch thì đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh trao thưởng 100 triệu đồng. Và giành ngôi Á quân thì số tiền thưởng dành cho các cô gái của chúng ta sẽ là 50 triệu đồng. Đó là những món quà khích lệ
kịp thời để giúp cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vững tin trên hành trình thi đấu cho tới cái đích cuối cùng tại VTV Cup 2014 và xa hơn là công cuộc trẻ hóa lực lượng. Bóng đã chạm cột giới hạn, điểm cho đội tuyển Việt Nam 8-11. Cách biệt chỉ còn 3 điểm nữa thôi. Sau chuỗi liên điểm của đội tuyển Việt Nam thì huấn luyện viên Kha Thi Phong đã phải xin tạm dừng hội ý chiến thuật. Đội tuyển Việt Nam đang có một cú hích tinh thần cực lớn từ sự động viên cổ vũ của hàng nghìn cổ động viên có mặt trong nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bắc Ninh. Và còn đông hơn thế là hàng triệu người hâm mộ bóng chuyền trên cả nước. Những tiếng hô vang Việt Nam vẫn vang lên trong nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bắc Ninh. Bóng ngoài. Tại xác định bóng chưa chạm vào tay chắn của đội tuyển Việt Nam. 9-11. Đúng là bóng chưa chạm vào tay chắn của Linh Chi. Sự thay đổi người bên phía đội Thái Lan. Wanida vào sân để thay cho Kanika. Một quả phát bóng bay nhưng rất tiếc là lại hơi thừa lực của Bùi Thị Nga. Những quả phát bóng tấn công của đội Thái Lan liên tục hướng vào vị trí của Đỗ Thị Minh để làm hạn chế sức tấn công của chủ công mang áo số 8 bên phía đội Việt Nam. Nhưng lúc này thì những đồng đội của Đỗ Thị Minh vẫn đang xử lý hết sức ấn tượng. Chúng ta thấy ở hàng sau vai trò của Đỗ Thị Minh và ở cầu trên là có Ngọc Hoa. Những trụ cột của đội tuyển Việt Nam vẫn đang thể hiện đúng vai trò của mình. Ngọc Hoa 11-12. Những cú đánh nhanh của đội trẻ Thái Lan vẫn được thực hiện bởi Hataya. Đây là miếng đánh tốt nhất của đội trẻ Thái Lan trong trận chung kết này. Bây giờ là quả phát bóng của Soraya Phomla. Câu trả lời của đội tuyển Việt Nam. Ngọc Hoa đang có một trận đấu tuyệt hay. Kỳ VTV Cup nào cũng vậy, Ngọc Hoa luôn để lại dấu ấn của mình. Và tại VTV Cup 2014 thì chúng ta càng thấy được dấu ấn đậm nét của Ngọc Hoa. Vừa có một chiếc thẻ vàng được rút ra dành cho đội trẻ Thái Lan. Bóng chưa qua lưới sau pha xử lý của Acharapon.
Đó là quyết định chính xác của trọng tài Julian Cobom. 13 đều. Chúng ta có thể thấy rõ tình huống này. Quyết định rất chính xác của trọng tài người Australia. Phản ứng vừa rồi của đội trẻ Thái Lan cho thấy họ cũng đang thực sự lúng túng trước sự vươn lên của đội trẻ Việt Nam và trước sự cổ vũ của đông đảo cổ động viên Việt Nam có mặt trong nhà thi đấu. Tiếc rằng sau đó quả phát bóng của Ngọc Diễm đã không qua lưới. Sự kịch tính và hấp dẫn của trận chung kết, đặc biệt là trong set đấu thứ tư này, vẫn còn nằm ở phía trước, nhất là khi đội tuyển Việt Nam đang ở một mốc điểm rất gần với đội trẻ Thái Lan. Nếu cứ thi đấu với tinh thần như những phút vừa qua, đặc biệt với sự xuất sắc của Ngọc Hoa, thì chúng ta hoàn toàn có cơ sở niềm tin để đội bóng sẽ làm nên một điều thần kỳ trong trận chung kết. Đúng là các cô gái trẻ của huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hùng đã tiến bộ qua từng trận đấu, và đó là bài học mà chúng ta đã rút ra được. Mười lăm mười bốn điểm cho đội trẻ Thái Lan. Bước một tốt, Trần Thị Thảo bước một rất hay. Điểm 16-14. Hai đội bước vào lần hội ý kỹ thuật thứ hai trong set đấu này. Không thành công trong tình huống cuối cùng, nhưng trước đó thì hàng chắn của đội tuyển Việt Nam đã theo rất sát những pha tấn công của đối phương. Nếu cứ chắn rát như vậy thì chắc chắn là các mũi tấn công của đội trẻ Thái Lan cũng sẽ phải chùn tay. Những tiếng hô vang của cổ động viên cũng chính là sự tin tưởng mà họ dành cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Trận đấu tiếp tục với quả phát bóng của Hataya. Đường truyền rất tốt cho Đỗ Thị Minh. Đỗ Thị Minh lúc này đã có mặt ở cầu trên. Xuyên suốt hành trình của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại VTV Cup 2014, chúng ta thấy rất rõ vai trò của Ngọc Hoa và Đỗ Thị Minh. Trong trận chung kết này thì rất nhiều những pha tấn công được thực hiện bởi các chủ công của đội trẻ Thái Lan đã bị khóa, và họ chủ yếu phát huy những mũi phụ công như là Hataya và Thát Đào. Mười tám mười lăm.
đánh lách chắn rất hay. Đội tuyển mình quyết định dứt điểm dọc biên. 16-18. Set đấu thứ tư đang bước vào thời điểm quyết liệt nhất. Bóng rất mạnh của chủ công bên phía đội Thái Lan. Vẫn còn hoan hô các cô gái của đội tuyển Việt Nam. Nhưng ở pha xử lý sau đó của Thát Đào thì hàng chắn của chúng ta đã không kịp tổ chức. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang có một trận chung kết hay ngoài sự mong đợi. Quý vị khán giả thân mến, các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam trận chung kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2014. Đây là diễn biến của set đấu thứ tư. Và sau 3 set đấu trước thì đội tuyển Việt Nam đang dẫn trước với tỷ số 2-1. Phòng thủ không thành công, đó là pha ghi điểm của Bùi Thị Nga. 18-20. Bóng bật tay chắn của Linh Chi ra ngoài. Điểm cho đội trẻ Thái Lan 21-18. Ngọc Hoa đã trở lại sân. Đó là cơ sở để chúng ta lại có thêm niềm tin rằng đội tuyển Việt Nam có thể bắt kịp và vượt lên về mặt điểm số. Ngọc Hoa bật rất cao và pha xử lý với cái cổ tay khéo léo đã giúp cho đội tuyển Việt Nam có điểm thứ 19. Đánh bóng không qua lưới. Vitarat đã bị đuối tầm. 20-21. Một điểm nữa thôi, tỷ số sẽ được cân bằng. Và có thể hiểu tại sao ông Kia Tipong lại phải xin tạm dừng hội ý chiến thuật. Trận đấu đang căng thẳng trong từng giây phút và từng mét vuông trên sân bóng. Và ở đó chúng ta thấy được nỗ lực của các cầu thủ. Họ đã thi đấu bằng tất cả khả năng của mình vì màu cờ sắc áo. Thank you.
dẫn bóng tốt của Ngọc Hoa thì đội bạn đã có tới 2 chạm. Rất hay, Ngọc Hoa rất hay và chúng ta cũng phải dành lời khen cho Kim Liên. Cô libero nhỏ bé đã có một pha cứu bóng tuyệt vời trước khi người đàn chị Ngọc Hoa biến cơ hội thành điểm số cho đội tuyển Việt Nam. Trần Thị Thảo 22-23. Chúng tôi tin rằng là sau VTV Cup 2014 thì bản lĩnh của rất nhiều cầu thủ trẻ của bóng chuyền Việt Nam sẽ được nâng lên rất nhiều, bởi họ đã có những cuộc thử nghiệm tuyệt vời. Một ngày hội với sự đồng cảm mà chúng ta có thể cảm nhận từ khán đài xuống dưới sân bóng và trong mỗi con người đang theo dõi trận đấu. Hơi tiếc cho quả phát bóng này của Ngọc Diễm nhưng cơ hội vẫn còn. Nguyễn Mạnh Hùng cũng đã có những chỉ đạo rất sát sao với các học trò. Đã có bóng ăn điểm trực tiếp của Ngọc Hoa.
bóng rất quan trọng. Đội tuyển Việt Nam đang dẫn 26-25. Bùng nổ trên sân bóng tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bắc Ninh. Đó là một ngày hội có hồi kết, ngày hội bóng chuyền. Xin chúc mừng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Và đó cũng là một bước khởi đầu tuyệt vời cho công cuộc trẻ hóa đội hình của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và của nền bóng chuyền Việt Nam.